Nguyên liệu đồ uống có nguồn gốc từ các loại quả lá ở Lào Cai khá đa dạng giá bình dân. Cụ thể quả chuối rừng thái miếng là 70.000 đồng một túi, cao atiso 70-100.000 đến đồng một lọ loại một lạng, trà hoa cúc, cà gai leo, dây thiệt canh, lá sạ đen, cây lá gan, xào cổ lam, dao động là 100.000 đồng một túi. Đây đều là các loại cây thảo dược tốt cho sức khỏe. Sản phẩm che búp khô sản xuất tại Lào Cai cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Chè bát tiên giá bán lẻ là 150.000 đồng một gói 300 g Chè phong hải giá 40.000 đồng với gói 300 g Với chè hữu cơ Bắc Hà giá cao hơn do được trồng theo phương pháp an toàn. Hiện 100 g chè bản liền giá là 100.000 đồng. Tiện lợi tiết kiệm thời gian, đồ uống pha sẵn cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhất là vào thời điểm đầu mùa đông. Tùy thuộc vào nguyên liệu, các loại trà pha sẵn như là trà chanh, trà chanh vị mật ong, trà chanh vàng, trà chanh koji giá từ 35 đến 150 000 đồng một hộp. Các loại trà sữa chân châu đường đen, đường đỏ, hồng trà, matcha giá từ 47 000 đến 55 000 đồng một hộp.